Đây là cảm giác tối qua. Hôm nay là một ngày nắng khá đẹp và khá ấm. Bây giờ mình sẽ lên núi kiếm củi. Đây là con Duyên. Ấy, con chó Phú Quốc vằn vện, giống như chui từ trong cái bếp ra. Duyên. Kêu nó cái nó chạy, tí nữa nó lên núi nó sẽ đi rượt mấy con sóc. Nó chạy như con lăng quăng ở trên. Hãy đi đến tận cùng của sự tuyệt vọng, rồi sẽ thấy kích lợn cũng là một bông hoa. Đây rất là nhiều hoa, hoa kích lợn và hoa xuyên chi. Rồi cái cây gì, cây này ở đây mọc đầy đường hết, ấy ngược trồng đầy đường. Và đây là cái con đường đi xuống, kia là chiếc xe lâu lâu, và đây là đường lên núi. Đường đi xuống thì nó khá dốc, đi xuống cũng mệt, đi lên cũng mệt, thôi mình chọn đường đi lên. Duyên, lắc. Cái con Duyên kia, mày đi đâu dữ vậy Duyên? Đây là những cái thứ củi mà chúng ta sẽ đốt. Đây nữa, cây khô không à. Đây là một cái đồi mà toàn là cây thông. Cái đồi, cái núi nó cao quá cao luôn. Và đây là tôi. Chào mừng các bạn trở lại với thung lũng Cứt Heo. Củi ở đây khá nhiều. Củi này thì đốt cháy rất là to, nhưng mà mỗi tội nó không có than, và ẩm thì nó cũng cháy. Đấy, cái con Duyên nó chui chui đâu trong lùm rồi. Đây là con Lin. Lin. Chạy xuống nhiên Duyên con Lin. Cái con Lin này là cái con chó của con Linh Sâu, nó đặt tên là Lin, chứ không phải đặt tên Linh. Lắc. Đây khá nhiều củi đấy. Mình sẽ lên mình lôi cây này xuống. Tí nữa mình dòng về mình gom một phát một là xong. Ở đây có một cây, những cây nấm gì mà nó lên thùi lùi. Đây là dược sĩ rêu. Rất là nhiều thứ cây lạ lùng ở đây, rất là lạ lùng. Đây lạ lùng không, mà đường về của chúng ta ở kia. Như đây củi là đủ đốt rồi, đủ nấu ngày hôm nay rồi. Và mấy cái củi này ở đây rất là nhiều. Trời luôn. Đây, bây giờ là mình sẽ kéo cái đống aloso này về. Duyên. Chơi con chó đi về, cho nó giữ cửa. Và chúng ta đã xong việc đầu tiên khi lên đây. Ngày đầu tiên lên đây. Nên Duyên. Nó đang đứng ở trên núi, nó nhìn mình. Kéo cái đống này về đó đã. Bây giờ là sẽ đi xuống một con dốc. Dốc của cuộc đời đây.
đi lên thì mệt, đi xuống cũng mệt. Và thực sự ở bên này á, khu bên này là cũng ít nhà, nhưng mà khu bên này rất là nhiều nhà, và đặc biệt ở phía ngoài kia thì nhà tầng không. Nói chung mà ở trong này nó cũng không heo hút lắm, nhưng mà cũng đủ để tận hưởng sự yên tĩnh. Đây là đường hơi bị căng xuống dốc. Bây giờ là chị chó, chúng ta sẽ bắt đầu bẻ củi ra đốt và làm đồ ăn sáng. Ây da, đây là chó, đây là con lạc ấy, cái con mà hay mắc cỡ e thẹn ấy. Còn hai thằng đàn em này không biết nó tên gì, hình như là con cái an, con tên nhiên mà không biết con nào tên nào. Ê, xin lỗi nè chó. Nè, nhằn sàn xuống chân tao đạp cho bây giờ. Rồi, chào mừng đồng bào trở lại với thung lũng Cứt Heo. Bạn đồng này chó. Ở đây hôm nay không có mùi cứt heo, nhưng mà mấy bữa trước cứt heo rất là nhiều, rất là thơm. Ok, bây giờ đây là cái bếp và mình sẽ chuẩn bị đồ ăn sáng. Sau khi lấy củi về thì mình sẽ chuẩn bị cái đồ ăn sáng hết ra. Sắp củi vô. Vỏ to quá. Giờ củi đã cháy và lửa đã cháy. Và gió cũng rất là to. Thổi phình phạch, phình phạch hết. Có lẽ trời sắp mưa. Bỏ cái vỉ này lên, bắt cái nồi nước lên, đậy cái nắp lại. Nhớ subscribe ở đâu ta? Ở trên cái màn hình, subscribe ở đây hoặc ở đây. Đang ở đâu thì đéo quyết, nhưng đây đốt mà đốt. Nói về cái